Sáng ngày 13 tháng 7, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc giải bi-a carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ 11 năm 2023, cúp number 1. Đây là giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng sự kiện tỉnh nhà lần thứ 3 liên tiếp lọt vào top 7 cộng đồng thông minh thế giới. Bên cạnh đó, cũng tạo sân chơi cho các cầu thủ trong và ngoài nước có dịp thi đấu giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Nét mới của giải đấu lần này chính là việc ban tổ chức đã mở ra cơ hội cho các tay cơ đến từ hệ phong trào có dịp thi đấu vòng loại, qua đó tuyển chọn những thành viên xuất sắc nhất tham gia vào vòng chung kết. Phải nói là cái giải đấu lần thứ 11 này thì cũng giống như truyền thống các giải đấu khác, mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc ở chỗ là tạo đà, tạo sân chơi để cho các tay cơ có cái cơ hội để cùng nhau để luyện tài, để tìm ra những cái tài năng của cái môn này của Việt Nam. Còn đối với các cơ thủ chuyên nghiệp, sự xuất hiện của những ẩn số thú vị này mang đến cho họ những cơ hội và thách thức đầy bất ngờ. Đối với em đó là thách thức cho bản thân của em, vì cơ hội thì em đã có những cơ hội lớn hơn để cọ sát trong khoảng thời gian vừa qua rồi. Nhưng mà việc trình độ cũng như là kinh nghiệm của các cơ hữu ngày càng nâng cao thì đó là thách thức cho chúng em ở thời điểm hiện tại. Giải bi-a carom 3 băng quốc tế Bình Dương là một giải đấu được tổ chức thường niên và chuyên nghiệp. Mặc dù số lượng vận động viên tăng đáng kể so với những mùa giải trước, thế nhưng chính từ kinh nghiệm thực tiễn, ban tổ chức đã chuẩn bị trước những kế hoạch một cách khá chi tiết. Cái việc mà cơ thủ mà tăng lên thì ban tổ chức đã tính toán từ khi mà triển khai cái kế hoạch của giải, do đó mà cái việc này nó không có bất ngờ. Đặc biệt là cái việc mà cho những cái cơ thủ đánh vòng loại là ở ngoài để chọn ra 32 cơ thủ để đấu với 32 cơ thủ chuyên nghiệp thì tôi cho rằng là ở đây là có sự tính toán theo kế hoạch của ban tổ chức hết, và tôi tin tưởng và hy vọng rằng là cái giải năm nay sẽ thành công với ngoài cái giá trị truyền thống mà còn cái sự khác biệt của nó nữa. Vòng thi đấu chính thức sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 7 để tìm ra chủ nhân của giải thưởng cao nhất trị giá 60 triệu đồng. Bên cạnh các giải chính, ban tổ chức còn trao các giải như cơ thủ ghi nhiều điểm nhất trong một lượt cơ thủ đi ít lượt cơ nhất trong một ván đấu và cơ thủ Bình Dương xuất sắc nhất.